Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay buổi sáng ngay tại Bolsa đã có những vụ đại chiến tay đôi tay ba, thưa quý vị. Đây không phải là khẩu chiến mà đây dâng tới tình trạng là đánh nhau bằng tay đôi tay ba. Thì sáng hôm nay ngay tại tượng coi như là tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở ngay Bolsa đã có một cái buổi lễ chào cờ của những người ở ngay tại Bolsa. Thì gần ngay cái khu đậu xe parking đó thì xuất hiện một chiếc xe màu đỏ như quý vị thấy. Và cái người lái chiếc xe này được biết là một ông tên là Kiệt Huỳnh, thưa quý vị. Thì ông cứ liên tục mỗi lần người ta làm lễ chào cờ thì ông đến, ông đậu xe một hình thức gọi là biểu tình phản đối, thưa quý vị. Thì ông phản đối ai? Xin thưa, ông phản đối người mặc áo vest màu beige, màu lợt, thưa quý vị, đeo kính đen. Đó là ông Lâm Nguyên Thạnh, hay còn gọi là Lâm Nguyên. Thì ông này bị cáo buộc là đánh phụ nữ trước đây. Và đã có một cái clip của YouTuber Khải Đào quay cho thấy là có cái sự xô xát đánh nhau. Thì ông Lâm Nguyên cũng đã có giải thích là người phụ nữ đó đánh trước, rồi ông đánh trả lại, thưa quý vị. Nói chung thì nội dung đánh nhau là lằn rành quốc cộng, xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép như thế. Bên này cáo buộc bên kia là Cộng sản, là Việt Cộng nằm dùng, là Việt Giang, là theo Cộng sản, vân vân. Rồi bên đây là Việt Nam Cộng Hòa, rồi dân Việt tị nạn, rồi vân vân, thưa quý vị. Thì bỗng đầu xuất hiện thêm một anh mũ đỏ, như quý vị thấy, áo len đỏ, mũ đỏ, đến để mà đấu khẩu với ông Kiệt. Xe ông Kiệt thì ông đang ngồi trong xe, thì trong xe thì người ta thấy có giấu một con dao, thưa quý vị. Không biết là dao này để phòng thân hay dao gọt cam gọt táo, nhưng mà có một con dao ở trong xe. Thì hai bên vẫn tiếp tục coi như chửi qua chửi lại, thưa quý vị. Tình hình càng lúc càng nóng. Bolsa đại chiến tay đôi tay ba. Bolsa võ chiến, võ mồm rồi tới võ tay chân. Câu chuyện vẫn tiếp tục xung quanh như thế. Ông Kiệt thì bị cáo buộc là người của phía bên Nguyễn Hữu Chánh, thưa quý vị. Một cái nhóm mà cũng khét tiếng ở Bolsa, chuyên môn là lúc thì thủ tướng, lúc thì cái này cái nọ, xưng là đủ thứ, thưa quý vị. Thì tình hình càng lúc càng nóng, như quý vị thấy một số hình ảnh từ Việt Di Chú News cho biết rằng tức là kênh Việt Di Chú của anh Vũ Nguyễn, thưa quý vị, cho thấy là ông mũ đỏ này đang chỉ tay vào mặt ông Kiệt và có những lời lẽ hết sức nặng nề với nhau. Nói chung là như thế. Thì câu chuyện trở lại là ông Kiệt cho biết rằng là ông phản đối, ông đến ông phản đối vì trong cái buổi lễ này có sự có mặt của ông Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tức là ông Lâm Nguyên Thạnh. Như ông đang chỉ ngón tay vào mặt ông Lâm Nguyên, thưa quý vị. Và trên cái xe của ông thì có băng drone ghi là băng đạn đánh phụ nữ, thưa quý vị. Nói chung là ông phản đối là vì ông cho rằng là ông Lâm Nguyên có lỗi trong cái việc đánh một phụ nữ. Như đã nói là có một clip do YouTuber Khải Đào quay được. Thì câu chuyện bắt đầu nóng lên. Buổi lễ thì chưa kết thúc, cách đó khoảng vài chục mét. Và có một anh râu bỗng dưng xuất hiện, thưa quý vị. Nói chung là bất bình xuất hiện để mà theo phe ông Kiệt. Ông Kiệt thì như quý vị thấy trên đầu đội mũ Trump, Donald Trump, Make America Great Again. Thì cái nón này xin thưa là nón giả, thưa quý vị, đồ giả, chứ chẳng phải là nón gì của ông Trump cả, mà do những tay trong cộng đồng ma giáo tự đi làm những cái nón giả như thế, đặt hàng rồi về bán trong cộng đồng, vân vân, thưa quý vị. Thì câu chuyện tiếp tục, nói chung là gây sự với nhau là chính. Nói chung là gây sự, nói ông này tại sao lại đội nón lính, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện mà quý vị thấy bắt đầu đóng lên. Ông này thì nói chung là cũng quá đáng, thưa quý vị. Câu chuyện mà gọi là đánh phụ nữ này nó đã diễn ra cách đây hơn 3 năm. Nhưng ông này như quý vị thấy là vẫn tiếp tục đeo bám rồi treo băng đà rôn đi rỉu khắp phố về cái việc lên án băng đảng Bolsa đánh phụ nữ ngoài đường phố, vân vân. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì có luật pháp rõ ràng, cho nên cần phải đưa ra tòa án hay đưa ra cảnh sát, thưa quý vị. Còn mà treo bảng một cách giống như là biêu ríu người ta thì cũng không nên, thưa quý vị. Như quý vị thấy là băng đảng Bolsa đánh phụ nữ ngoài đường phố, vân vân, thưa quý vị. Và kèm theo là một vài hình chụp. Đương nhiên là câu chuyện không ai biết rõ bên nào đánh trước và bên nào chửi nhau trước, thưa quý vị. Đưa vài hình ảnh, tuy là hình ảnh thật nhưng chỉ là một đoạn được cắt xén và không ai hiểu hết câu chuyện từ đâu, do đâu mà gây sự như thế. Thì tiếp theo những người chống đối ông Kiệt Huỳnh bao vây chiếc xe màu đỏ của ông và tiếp tục có những lời chửi rủa, chửi mắng nhau, vân vân, thưa quý vị. Rồi ở bên phải phía sau của ông Kiệt Huỳnh này thì ông lại gắn thêm một cột sắt trong xe kèm theo một cái màn hình TV. Chắc có lẽ là ông sẽ chiếu cái đoạn mà YouTuber Khải Đào thâu được chăng. Ai có mặt ở đó hoặc biết chuyện thì xin viết comment cho câu chuyện nó thêm rõ ràng. Nhưng mà vẫn là băng đảng Bolsa đập phụ nữ ngoài đường phố. Nhất băng đảng nào ở Bolsa thì không rõ. Rồi đập phụ nữ là đập ai ở ngoài đường phố, ở đâu cũng không rõ. Chắc có phải coi cái video do ông Kiệt này chiếu trên TV, trên xe của ông, thưa quý vị. Thì việc chiếu này cũng dễ thôi, cắm điện rồi có một cái đầu VCR chẳng hạn như vậy, một cái đầu CD để chiếu. Rồi câu chuyện lại tiếp tục nóng lên, nóng thêm khi có sự xuất hiện của bà Bùi Kim Thành, thưa quý vị. Thường thì bà tự xưng là luật sư Bùi Kim Thành của Triệu Dân Ngoan. Rồi tiếp theo có sự xuất hiện của bà Thủy Võ. Thì bà Thủy Võ cáo buộc ông Lâm Nguyên hay Lâm Nguyên Thạnh là đã tấn công ba mẹ của bà Kimberly Hồ, thưa quý vị. Ba của bà Kimberly Hồ là ông Hồ Sĩ Khải, và người đã qua đời rồi, thưa quý vị. Và bà nói rằng là ông Lâm Nguyên tấn công những người, ông Hồ Sĩ Khải là những người đã có công trước đây, vân vân, thưa quý vị. Nói chung là câu chuyện càng lúc càng nóng. Và ông Lâm Nguyên hỏi rằng có bằng chứng không? Thì bà Thủy Võ nói rằng bà có bằng chứng là ông Lâm Nguyên chửi ngay trên kênh của ông Lâm Nguyên, thưa quý vị. Và câu chuyện thì cứ tiếp tục chửi qua chửi lại. Nói chung là càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi mà có thêm sự xuất hiện của một anh râu dài. Anh râu dài này thì rõ ràng là bảo vệ cho ông Kiệt. Xin nhắc lại là ông Kiệt thì cũng bị cáo buộc là phe của Nguyễn Hữu Chánh. Còn ông Lâm Nguyên thì bị cáo buộc là theo phe của ông Phát Bùi, hay còn gọi là ông Bùi Thế Phát. Một người mà coi như cũng nổi tiếng, khá nổi tiếng, và là một cái đinh cho mọi việc đấu đá qua lại lẫn nhau, thưa quý vị. Và ông Phát Bùi thì cũng bị tấn công nhiều năm qua, và ông cũng tấn công những đối thủ chính trị của ông trong các năm qua, thưa quý vị. Nói chung là hai bên khẩu chiến với nhau in ỏi, y xèo, loan xà bì, loan xà bần, xin thưa quý vị như vậy. Rồi tới lúc mà cần phải ra tay thì trong đó là như đã nhắc đến là có anh rất là hung hăng, đó là anh râu dài, thưa quý vị. Anh râu dài thì sẽ xuất hiện. Nhưng mà trong lúc này đây thì chúng ta thấy có một vài kênh YouTube, người của kênh YouTube đang tác nghiệp, chẳng hạn như kênh Phố Bolsa TV của ông Vũ Hoàng Lân, kênh Trực Diện TV của ông Minh Giang, vân vân. Và ngay cả ông Lâm Nguyên thì cũng đang quay phim hoặc là livestream, vân vân, thưa, chụp hình đủ thứ. Thì bà Thủy Võ đã quơ tay trúng vào tay của ông Lâm Nguyên, khiến cho chiếc phone của ông rớt xuống đất, thưa quý vị. Nói chung là có hành động va chạm vật lý với nhau. Nếu nói theo ngôn ngữ là không muốn nói là đánh nhau, chạm nhau hay là đục nhau, thì mở ngoặc kép là va chạm vật lý với nhau, và chiếc phone rớt xuống, vân vân. Rồi càng lúc càng nóng, không biết chiếc phone có bị bể, bị hư gì hay không. Nhưng mà càng lúc càng nóng, thưa quý vị, ở ngay phố Bolsa, ngay cái khu vực, xin nhắc lại là khu mà họ đặt một cái tượng bằng xi măng cốt sắt và gọi đó là tượng Đức Thanh Trần hay Đại Vương Tiết Chế Trần Hưng Đạo, một người chiến thắng quân Nguyên Mông năm xưa của dân tộc Việt. Nhưng mà không biết bây giờ vì lý do gì mà ông lại được đem lên đặt ở trước phố Bolsa. Thì ông cũng là người coi như là có công với nước Mỹ, thưa quý vị. Nhờ tượng của ông mà nước Mỹ giảm được tai nạn, tức là ông chỉ mặt là thằng nào chạy ẩu là tao sẽ có biện pháp, khiến cho nhiều người lái xe ngang khi thấy tượng của ông chỉ vào mặt thì sợ hãi, giảm tốc độ, cho nên tình trạng tai nạn được giảm. Thì đó là người trong đền Đức Thánh Trần nói như thế, thưa quý vị. Rồi tiếp theo thì có người hỏi là ông Đại Vương Tiết Chế Đức Thánh Trần có công gì với nước Mỹ? Thì xin thưa là ông có công đuổi chim, thưa quý vị. Nhờ tượng đứng ở đó mà chim nó không dám tới khu này, nó ỉa bậy, thưa quý vị. Chỉ cần thấy con mắt của ông, rồi dáng đứng của ông, rồi tay chỉ là phía trước, rồi bên hông là đeo gươm, đeo kiếm, cho khiến cho những con chim mà muốn làm bậy ở đây thì hoảng sợ đi vùng khác, bay ra biển chẳng hạn như vậy. Cho nên một lần nữa, Đại Vương Tiết Chế Trần Hưng Đạo, theo như các ông ở Bolsa, là lại có công đuổi chim cho nước Mỹ khỏi bị ô nhiễm, thưa quý vị, khỏi bị ỉa bậy ỉa bà trong cái khu vực này. Rồi câu chuyện là tiếp tục đánh nhau tiếp, chửi nhau tiếp, âm ỉ tiếp. Chắc chắn là trong những ngày tháng tới là sẽ có đụng độ nhau càng lúc càng gia tăng, và đã có những tiếng kêu gọi là gọi cảnh sát, gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Không biết trong thời gian tới là có sử dụng hàng nóng, gậy gọc hay là dao kiếm mã tấu gì hay không, thưa quý vị. Nhưng mà hai bên hết sức là nặng nề với nhau, chửi nhau ì xèo, thưa quý vị, khiêu khích nhau. Mày dám đánh tao không là tao giết mày, mày có gon thì đánh với tao. Nói chung là hung hăng lắm, thưa quý vị. Bolsa đại chiến rất hung hăng. sẵn sàng võ đài với nhau, đánh nhau, nhưng mà chưa thấy sử dụng hàng nóng. Mà nếu có sử dụng hàng nóng thì chắc chắn là cũng có án mạng và cũng có người sẽ đi tù vì sử dụng một cách bậy bạ, ngu dốt. Muốn sử dụng thì phải học về luật rất kỹ thưa quý vị. Không phải sử dụng bừa bãi đe dọa người này người kia như vài thằng YouTuber đã từng đến Washington DC đận theo súng và bây giờ đang bị vô danh sách của FBI và danh sách của cảnh sát ở vùng thủ đô này thưa quý vị. Và nếu mà ai biết được nó trốn ở đâu thì xin gọi cho sở cảnh sát của vùng thủ đô Washington DC để bắt giữ, xin thưa quý vị là như vậy. Tại vì sử dụng súng mà đe dọa người này người kia rồi tao giết mày, đó là tội hình sự và có thể ở vùng thủ đô xử tới 40 năm tù thưa quý vị. Đó là cái tội chuẩn bị cướp của, giết người vân vân thưa quý vị. Còn nếu mà giết người thì xin thưa tử hình thưa quý vị, ngồi ghế điện. Thì bây giờ lại có một anh râu đen dài bắt đầu xuất hiện, như đã nói là theo phe của ông Kiệt, tức là người chủ xe chiếc xe đỏ thưa quý vị. Và anh râu đen này thì bắt đầu tới sấn sổ, đấu khẩu miệng, khẩu bồm, khẩu chiến, nước miếng miệng văng tùm lum tà la thưa quý vị. Anh có vẻ cao to hơn so với ông Lâm Nguyên và có vẻ trẻ hơn so với ông Lâm Nguyên thưa quý vị. Nói chung là phần thắng có lẽ nghiêng về anh râu đen, áo đen này. Thì quả thật sau đó là xô đẩy rồi có va chạm vật lý, mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, có ụp nhau đánh nhau, nhưng mà không biết thương tích như thế nào và không biết là có võ gì hay không, nhưng mà rất là khiêu khích ông Lâm Nguyên rồi khiêu khích ông đội nón đỏ như quý vị thấy ở phần đầu clip. Rồi cũng có vài người can ngăn, rồi cũng có một bác mặc quân phục chạy tới tấn công vào mặt anh râu đen, áo đen này thưa quý vị. Không biết là tấn công dọa hay là có giọng vào mặt, nhưng mà luật ở Hoa Kỳ quý vị, tấn công không có nguyên do nguyên cớ là tù rất nặng thưa quý vị, không đơn giản. Luật pháp Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền gọi là phòng vệ chính đáng, self defense, không bảo vệ cho những người xách súng, xách dao, xách mã tấu đe dọa là tao sẽ bắn mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ thủ tiêu mày vân vân thưa quý vị. Và 1, 2, 3 trận đấu lại tiếp tục bắt đầu. Kỳ này thì một mình anh râu đen, áo đen có vẻ là bị hai người, như quý vị thấy một anh mũ đỏ ở bên trái và ông Lâm Nguyên áo vest tông ở bên tay phải. Hai đánh một không trọt cũng què, nói chung là nguyên tắc giang hồ là như thế. Và người ta cũng chưa biết là câu chuyện ai đánh ai sẽ dẫn về đâu thưa quý vị. Thì có những va chạm vật lý, nói chung là anh áo đỏ và anh áo đen có vẻ ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng mà anh áo đen thì có vẻ là lấn áp được ông Lâm Nguyên áo vest tông. Và câu chuyện thì rất là căng thẳng. Và trong một lúc va chạm với nhau thì ông Lâm Nguyên đã té xuống thưa quý vị. Và có vẻ theo như video cho thấy là anh áo đen này mất bình tĩnh, tấn công ông Lâm Nguyên trước. Không biết là ông Lâm Nguyên có tấn công gì ông áo đen này trước hay không, hay chửi trước hay không. Nhưng về hành động đụng chạm vật lý thì anh áo đen ra tay trước thưa quý vị. Nói chung là dân Bolsa này rất hung hăng. Và đây chỉ là đấu tay, nhưng mà vô phước nếu mà gặp những thành phần có súng, có hàng nóng thì rất là nguy hiểm. Như đã nói là có một ông áo giống như là rằn ri, nhảy vào, đội nón như quý vị thấy là tấn công anh áo đen. Và có vẻ là anh áo đen cũng biết một chút ít võ, thưa quý vị, đứng thủ thế. Rồi như đã thấy là ba người đang tấn công anh áo đen. Tuy nhiên ông mặc áo rằn ri là hoàn toàn sai về pháp luật, thưa quý vị. Không được phép, xin nhắc lại là không được phép đánh người. Và trong trường hợp đánh người mà bị người ta đánh trả hoặc người ta dùng súng, người ta bắn, có thể là gây tử vong, vì người ta phải tự vệ, thưa quý vị, cái quyền tự vệ chính đáng. Không biết là những tay này biết sử dụng súng hay không, nhưng đánh người ngoài phố rất là nguy hiểm. Có thể là bị phản ứng ngược, thưa quý vị. Có những vụ những người Việt Nam rất hung hăng đánh nhầm Mỹ đen, Mỹ trắng. Và người Mỹ đen, Mỹ trắng có súng, thưa quý vị. Chỉ cần móc ra nã ngày đầu là anh Việt Nam Mỹ lăn quay đi ra nghĩa địa, thưa quý vị. Và không ai xử, tại vì cái tội tấn công người khác trước. Đây là một cái luật rất đặc biệt ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, self-defense. Cho nên là quý vị nào mà hành xử tay chân tấn công, miệng mồm, tao giết mày, tao bắn mày, tao thủ tiêu mày, tao triệt hạ, triệt sát mày, vân vân. Đó là những bằng chứng cho phép là đối thủ, đối phương có quyền tự vệ, thưa quý vị, như vậy. Và trên màn hình như quý vị thấy là bà Bùi Kim Thành đang đi xung quanh chửi rủa, vân vân. Và cũng có một vài vị mặc áo rằn ri ra can ngăn. Câu chuyện là chưa biết đi về đâu, thưa quý vị. Nhưng kết cục là ông Lâm Nguyên có té xuống nằm dài trên nền đường Bolsa. Không biết là ông có bị chấn thương nặng hay nhẹ gì không, nhưng có va chạm vật lý và từ đó thì ông té xuống, thưa quý vị. Do anh áo đen như đã nói là tấn công vào mặt ông Lâm Nguyên trước, rồi bị anh áo đỏ giằng mặt. Nói chung là hai bên hết sức căng thẳng, xin thưa quý vị, như vậy. Thì chương trình sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị khán thính giả khắp nơi về tình hình Bolsa, khẩu chiến, võ chiến, tay đôi tay bà, đánh người giữa phố, vân vân, thưa quý vị. Nói chung là rất là hung hăng. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.